Hello mọi người, hiện giờ mình đang đứng ở một cái sân bóng khá là đẹp mọi người ạ. Đây là mình đang đến tham dự một cái giải của AFC cho các bạn trẻ của Hà Nội mọi người ạ. Trong ngoài mình thấy không khí khá là ok ấy, khá là rộn ràng, bây giờ mình sẽ vào luôn mọi người ạ, xem các em tập luyện nhiều. Đây là Duy Trung các bạn nhá. Chúng ta hãy cùng xem là các bạn nhỏ tập luyện ra sao nhá. Một bên là dưa cọc đỏ và bên dưa cọc xanh các bạn nhé. Rất là thú vị. Bạn nhỏ này vẫn chưa biết làm như nào. Bạn nhỏ thấy xanh chưa biết dưa ra sao. Bạn này chắc là khoảng tầm 6 tuổi nên là vẫn chưa biết gì cả. Rồi bên đang dạy bạn nhỏ đi lại xem ra sao. À như vậy là bạn này chưa biết dê. Để chỗ rồi. Rất dễ thương. Nhỏ tiếp theo nhá. Và bây giờ thì Thành Lương xuất hiện rồi. Thành Lương chưa bóng các bạn nhỏ, rất là dễ thương luôn. Đây Thành Lương hướng dẫn cho mọi người nha. Tất cả cùng chú ý này. Bắt đầu anh Thành Lương bắt đầu đi bóng. Chân trái của anh rất là điều luyện, rất là dẻo đúng không bạn? Hôm vừa rồi thì Park đã muốn anh Thành Lương trở lại đội quốc gia, nhưng mà anh Thành Lương nói rằng là muốn nhường chỗ cho các đàn em nên là quyết không về lại. Chúng anh Thành Lương đá rất là hay, mà anh cũng rất là khiêm tốn và luôn luôn là biết suy nghĩ cho mọi người. Tiếp nhỏ bạn nhỏ áo trắng này đang rơi bóng, rơi rất là hay luôn, rất tuyệt vời. Động tác qua người đi bóng hơi lỡ một chút nhưng không sao. Cố lên nào bạn nhỏ áo xanh, bạn nhỏ áo xanh đang rơi bóng, tuyệt vời. Hơi chậm một chút nhưng mà vẫn thành công. Còn hai bạn nhỏ nữa, Sĩ Văn Anh. Chúng ta hãy xem là liệu Văn Anh rơi bóng hay không nhá. Một bạn nhỏ nữa rất bé, bạn này sẽ chỉ 5 tuổi thôi. Có vẻ rất là khó bạn này đi bóng. Bạn này vẫn còn rất là kiểm soát bóng, rất là khó khăn. Huấn luyện viên đang giẫm tay em mày nhỏ luôn, rất là thú vị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cố lên bé. Hay quá, cố lên em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rất tuyệt vời. Đúng rồi, cố lên nào, dê về, dê về. Dê về nào. Đi bóng nào. Rất nhẹ nhàng, thanh thoát, tuyệt vời. Rất dẻo luôn, rất tuyệt vời. Rất nhẹ nhàng, hoàn thành rồi, Bano. Bạn nhỏ tiếp theo cũng rất khéo. Bạn này đi bóng rất hay luôn này. Cái này đội Duy Trung nhé, chúng ta cùng xem là Duy Trung được hay sao nhé. Phần tin này, chúng ta cùng chờ xem là chúng được hay không nhé. Còn ba bạn nhỏ là Duy Trung, chúng ta cùng chờ xem. Rồi, bạn nhỏ tiếp theo gì đây? Rất khéo. Bạn nhỏ đi bóng rất hay luôn. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên nào. Đôi bạn này dễ bóng. Dê không chạy qua bạn chồng à, là sao? Tiếp theo bạn nhỏ khá béo ú, nhưng rất là dễ thương. Rồi, đi vào cặp rồi. Bạn này dê gì bạn mình cũng chưa hiểu. Chúng ta hãy cùng tiếp tục nào, tiếp tục nào em bé. Như vậy còn một bạn nhỏ sẽ đến với Trung. Hãy cùng chờ xem nha. Xem là Trung sẽ chơi ra sao. Rồi, bạn nhỏ trắng tiếp theo. Ô mẹ. Thì quay đi. Trung ơi, Trung ơi. Trung ơi, Trung ơi. Đi dê luôn. Thì quay. Vâng, vâng. Từ từ nhá. À, đây, bắt đầu. Đi luôn đi, đi luôn đi. À thế à. Bắt đứng lại chỗ cũ. Đứng lại chỗ cũ đi. Đứng. Sau bạn này, sau bạn này. Đấy, đấy. Rồi, và bây giờ thì Trung nhá, bắt đầu. Rồi, phần thi này là dây bóng qua cọc như vừa xong. Rồi. Và sẽ cua về. Sau chuyển bóng các bạn nhỏ tiếp theo. Ok. Hơi lỗi một chút. Thôi, lại bắt đầu đục tại lý do. Chúng ta hãy cùng xem Văn Anh sẽ chơi động tác của trong Ngủ Thủy Chung ra sao nhá. Vừa xong thì hai người đã chơi và đổi chéo với nhau. Và bây giờ chúng ta xem nhá. Một bạn nhỏ nữa sẽ đến Văn Anh. Bắt đầu nào con, dây đi. Rồi, bạn nhỏ mặc áo vàng. Rất bình tĩnh, dây từ từ thôi. Dích rắc, dích rắc, dê dích rắc, đúng rồi. Cua lại. Rồi, cố lên nào. Rồi, và bây giờ sẽ là Văn Anh nha. Chúng ta đổi hướng, liên tục, đổi hướng liên tục. Rồi, giờ mình dích rắc. Rất tuyệt vời, Văn Anh dê rất là hay. Ok. Bây giờ thì hai bạn nhỏ chúng ta sẽ đổi trò chơi khác nhá. Chúng ta cùng chờ xem.
truyền nhẹ qua như kiểu sỏ háng các bạn ạ. Đấy, nhiều cho sỏ háng từng quả một và dẫm lại. Một kỹ thuật rất là hay và rất là thú vị đúng không các bạn? Rồi và chúng ta hãy cùng xem là Duy Trung và Văn Anh sẽ chơi ra sao trận này nhá. Đây. Này hay được cái nhìn vào đi. Nhìn thấy hướng mà không biết làm. Này, đá có cái lỗ này xong mình dẫm lại. Đá có cái lỗ này dẫm lại. Sỏ háng ấy, kiểu sỏ háng nó dừng ấy. Đấy nhìn này. Rồi, rất là tốt, rất tốt, rất tốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem là các bạn nhỏ tiếp theo là sao nhá. Rồi bạn nhỏ tiếp theo chúng ta. Tập trung nhá, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đá qua, đưa lên, đúng rồi, tiếp tục nào, tiếp tục đi con. Rất là tốt, rồi, đi vòng qua, rồi, tiếp tục nào. Vòng qua, rồi, tiếp tục, vòng qua, rồi, hay quá, rất giỏi. Rồi, dê về, truyền về các bạn nhé này. Truyền về cho bạn nhá. Rồi. Cố lên nào. Cố lên, cố lên. Cố lên nào, rồi. Này, hai đứa kia đứng vào lên làm luôn đi. Đứng lên đầu luôn, cho những người đầu chứ. Hai đứa lên đầu làm luôn đi anh em. Rồi. Rồi, tiếp theo là Duy Trung nhá. Sỏ háng và dừng lại. Rồi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Yes, ok, cua về truyền cho Văn Anh nhá. Rồi, đến Văn Anh nào. Sỏ háng, đúng rồi. Ok, rất tuyệt vời. Rất nhẹ nhàng. Rồi, thành công. Ok, và truyền về cho các bạn tiếp theo nhá. Rồi, như phần thi này cả Duy Trung và Văn Anh đều chơi rất tốt. Chúng ta sẽ chuyển tới tiếp theo nhá. Ok. Mọi người, mọi người vẫn lên để tôi nhờ mọi người. Tôi nói với mọi người này, chẳng qua là tôi chưa ăn sáng thôi. Tôi mà ăn sáng qua rồi nói hát đây. Có Văn Anh, ông này nè. Tôi cầm luôn cho. Tôi thấy trò chơi này rất hay. Sao nữa? Hết. Bố ý không? Có muốn chơi được không? Tôi không muốn. Mọi người cùng làm chơi thế nào không? Và bây giờ thì Duy Trung chụp ảnh của chú Tình Lương nhá. Rồi, một tấm ảnh rất đẹp của hai chú cháu. Ok. Rồi, đứng vào chụp luôn nào, đứng vào chụp luôn. Đứng vào chụp luôn. Cảm xúc của em sau trận đấu rất là đặc biệt ngày hôm nay. Em thấy rất là vui. Thì em rất chú ý tránh như tránh yêu của các chú của câu bộ này. Em đã thi đấu với cả con nhỏ. Em đã từng thi đấu trong những trận đấu như thế nào như thế chưa nhỉ? Em thi đấu hai trận như này. Một trận ở trên sân hàng đấy và một trận ở chỗ ở chỗ này. Chỗ start. Cảm xúc của em trong cả hai trận đấu nó khác gì nhau không? Đấy, 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 giống giống nhau đấy. Đấy, 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 đấy. Okay. Em được lần này em được tâng bóng nghệ thuật cùng anh Đỗ Kim Phúc thì được tham gia một chương trình của cái cô này thì em có cảm xúc đặc biệt. Ơi! Em thấy em rất là em xúc động khi anh đã gọi em về diễn. Em tập luyện và những cái kỹ năng đấy thì em trau dồi có lâu. Em mất mỗi cái kỹ thuật của em mới mất tầm 1-2 tháng. Em bây giờ nếu mà em đang là một thần tượng của các bạn nhỏ đây thì em muốn gửi một lời động viên hay một lời chúc gì đến các em nhỏ đấy không nhỉ? Các em ấy có tập luyện là để giống anh nhá. Ok, chị cảm ơn. Từ mọi người nếu mà thích mình thì nhớ like kênh YouTube của mình nhá. Kênh YouTube của mình là Duy Trung Fitaner nhá. Ok, bye bye. Chị về thì like, subscribe luôn. Bye.